Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop của em Duy để quay giới thiệu chú vị và các bạn một số phô mai nha quý vị. Hi, chào Duy. Dạ, chào Huy Tấn. Chào quý bà cô chú anh chị mọi miền Tổ quốc ha. Hôm nay em tiếp tục có một số phô mai giao lưu quý bà cô chú ha. Số điện thoại của em là 0931156383, cũng là số Zalo luôn ha cô chú. Hình thức của em vẫn là như cũ ha, vẫn là bao ship toàn quốc cho cô chú mình ha. Rồi, clip ngày hôm nay em đi vào mã đầu tiên là mã số 1 ạ. À, mã số 1 quý vị. Rồi, chiều cao luôn. Rồi, chiều cao 79. Rồi, cái hoành luôn. Dạ, hoành 20. Rồi, để nào quý vị ơi. Để cũng kính quá đây ha. Dạ. Còn ở trên là tại cành cũng ok. Dạ, tại cành đều ha cô chú. Đều. Giá sao em? Dạ rồi, mã số 1 em xin Zalo 250 thôi ạ. Rồi, 250. Rồi, tiếp tục lên mã số 2. Dạ rồi, mã số 2. Chiều cao 70. Hoành 20. Rồi, tay cành xòe đẹp luôn. Dạ, xòe. Xòe ngang ha. Tay cành bự ha, xòe dạ. Ngang đẹp. Đế công lực cũng đều luôn rồi quý vị. Rồi, giá xem. Dạ rồi, mã số 2 em xin giao lưu 230 thôi ạ. Rồi, 230. Rồi, tiếp tục em xưa ngang đẹp nữa nè. Dạ, mã số 3. Rồi, số 3. Chiều cao 85. Dạ, hoành 20 ạ. Rồi, 20 hoành đúng luôn, không dư không thiếu miếng nào luôn. Dạ. Đây, cành xòe đẹp ha. Xòe ha cô chú. À, cành xòe đẹp nè. À, để đây à, quý vị. Rồi, giá sao em? Dạ rồi, mã số 3 em xin Zalo 450 ạ. 450. Rồi, tiếp tục con nha quý vị. Rồi, mã số 4. Số 4. Chiều cao 50. Rồi, hoành 21 hoành. Rồi, hoành 21. Này bắt đầu kém nhựa ha cô chú. À, còn cụ đế đây. Kính ha. Giá sao em? Dạ rồi, mã số 4 xin giao lưu 220 thôi ạ. Rồi, 220. Rồi, tiếp tục luôn. Rồi, mã số 5. Chiều cao 68. Hoành 23. Rồi, 23 hoành. Rồi, để đây quý vị. Rồi, giá sao em? Dạ rồi, mã số 5 em xin giao lưu 300. Rồi, 300. Rồi, mã số 6 ạ. Chiều cao 40. Hoành vị trí này 18,5 kính 18 thôi cô chú. Rồi, 18 hoành. Tay cành xòe đẹp luôn. Dạ. Để đây. Có cụ đế ha cô chú. Rồi, giá sao đây em? Rồi, mã số 6 em xin cho luôn 250 ạ. Rồi, 250. Rồi, mã số 7. Chiều cao 40. Hoành vị trí này 25 hoành. Rồi, 25 hoành. Để đây. Rồi, giá sao em? Dạ rồi, mã số 7 em xin cho lô 350 thôi ạ. Rồi, xuống cây luôn. 350 nha. Dạ rồi, mã số 8 ạ. Chiều cao 61. Hoành 22. À, cũ đế luôn à quý vị. Cái này thì có rất mạnh à quý vị nè. Vết cắt của cái rễ như này, coi vết cắt cái rễ này. Dạ, à, cắt. Nhựa đẩy. Đẩy nhựa ha cô chú. Mạnh ghê rồi ha. Cào cào rồi ha. Giá sao em? Dạ rồi, mã số 8 xin cho lưu 300 thôi ạ. Rồi, 300. Rồi, mã số 9. Chiều cao 56. Dạ, hoành 21. Rồi, 21 hoành. Hôm nay cho cháu tay cành nó có bị cái sẹo rồi đó ha. Dạ, sẹo. Vì nó cắn cái nó muốn té rồi em đục luôn. Rồi, còn để đây quý vị. Đây đẹp quá nè. Giá sao em? Dạ, mã số 9 em xin lưu 250 thôi ạ. 250 ha.
để đẹp luôn. Rồi mã số 10. 10. Chiều cao 70. Rồi 25 hoành. Rồi hoành 25. Tay cành cũng ok. Dạ. Đế dưới cũng đẹp luôn đây quý vị. Đó. Cái đường kính bầu này bự của chú. 45. Bầu bự luôn. Dạ bầu bự. Đất nặng. Cần ký cái cục đất này không còn bộ liền rồi nè. Giá sao đây em? Dạ rồi, mã số 10 em xin Zalo 550 thôi ạ. 550. Dạ. Rồi, mã số 11. 11. Chiều cao 77. Hoành 23. Rồi, 23 hoành. Rồi, xuống đế luôn đây quý vị. Rồi, giá sao em? Dạ rồi, mã 11 em xin Zalo 300 ạ. Rồi, 300. Rồi, mã số 12. Rồi, mã số 12. Chiều cao 73. Hoành 22 hoành. Tay cành ok quá đây quý vị, đều luôn ha. Dạ, tay cành đều ha. Tay cành đều. Để đây. Đó, để cũng kính luôn nè. Chỗ nào mặt nào cũng là đế thôi ha. Rồi, giá sao em? Dạ rồi, mã 12 em xin Zalo 320 ạ. Rồi, 320. Rồi. Mã số 13. Chiều cao 76. Hoành vị trí này 20 hoành. Rồi, hoành 20. Tay cành ok quá đây. Nhiều ha. Nhiều điều ha. Đó. Đế nè quý vị. Có hơi cũ. Rồi, giá sao đây em? Dạ rồi, mã 13 này em xin Zalo 200 thôi ạ. Rồi, 200. Rồi, mã 14. Chiều cao 68. Hoành 25 yếu, tính 24 thôi cô chú ơi. Rồi, 24 hoành. Dạ. Này có cái củ đế dưới bự lắm nhưng quý vị nè. Dạ, có cái củ. Củ nạt luôn nè. Dạ, củ nạt. Củ nạc này 40 đi cô chú. Dạ 40 vậy quý vị nè. Dạ đó. Hai tay ôm luôn. Dạ. Trước là có chân chịu ha. Lực luôn ha. Rồi. Hơi lắc nhẹ ha. Giá sao đây em? Dạ rồi, mã 14 xin Zalo 400 thôi ạ. À. Rồi 400. Rồi, mã 15. Chiều cao 48. Hoành vị trí này 17 hoành. Rồi 17 hoành. Tay cành đều luôn rồi quý vị. 17. Để đây ha. Rồi giá sao đây em? Dạ rồi, mã 15 em xin Zalo 203. Rồi 203. Rồi mã 16. Chiều cao 76. Hoành vị trí này 20 hoành. Rồi hoành 20. Tay cành đều luôn. Dạ đều xòe ha cô chú. Xương ngang xương lực ha. Dạ. Cụ đế đây quý vị. Rồi, giá sao đây? Dạ rồi, mã 16 em xin Zalo 300 ạ. Rồi, 300. Rồi, mã số 17. Chiều cao 51. Hoành vị trí này 21 hoành. Rồi, tay cành xè đều luôn. Dạ, đều. Hoành 21 đế. Để em đặt quá đây quý vị. Dạ, đỏ eo luôn ha cô chú. Giá sao em? Dạ rồi, mã 17 em xin cho luôn 200 luôn ạ. À. Rồi, 200. Rồi, mã 18. Chiều cao 66. Hoành 20 hoành. Rồi, hoành 20. Em này mình thấy cái nách nó là quý vị. Dạ. Thì nó chắc cũng có những cái hiện tượng hết trơn rồi ha. Nhưng mà cây này em không có tính ha. À. Không có tính nào cũng vậy trơn. Dạ. Từ trên xuống dưới ha, nắp nào cũng vậy ha. Dạ. Tại nó này già nó, cây. Nó chắc nó lên xù thiệt quá ha quý vị. Nắp nào cũng nào có khó hết ha. Dạ. Nó chạy từ trên xuống luôn. Dạ. Để đây quý vị, để đều nha.
Giá sao em? Dạ rồi, mã 18 em xin luôn 250 thôi ạ. À, không có tính xù vậy trơn. Dạ, không có tính xù. Cô chú về trồng hên thì có xù ha. Rồi, mã 19. Chiều cao 95. Hoành 25 hoành. Tại cành đều luôn, chót dạ. Đọt luôn. Tại cành đều ha. Để dưới cái bắp bắp người cái gì nè. Dạ. Cộng nào nó chản chản như cái củ khoai mì vậy ha. Dạ. À. Giống hai chân trước ha. Chân thực lực quá. Dạ. Giá sao em? Dạ, mã 19 em xin cho lô 450 thôi ạ. À. Rồi, 450. Rồi, mã 20. 20 đây. Chiều cao 43. Rồi, hoành 22. Rồi, đế cũng ok quá, nổ vậy đế lực mà đều luôn nè. Rồi, giá sao em? Dạ rồi, mã 20 này em xin cho luôn 250 thôi ạ. Rồi, 250. Rồi, mã 21. Tay cành đẹp luôn. Chiều cao 58. Hoành 23 hoành. À, em này tay cành vậy là ok quá rồi rồi quý vị. Dạ, nhú à, mầm hết rồi nè cô chú. Nhú nhú rồi ha. Dạ, mạnh khủng khiếp luôn. À. Này giờ đặt xuống trồng là hết thôi rồi quý vị ơi. Dạ. Còn em này giờ dưới có cái mình, nó có cái mình nè. Đó. Dạ. Đế, đẹp ha cô chú. Như cái con gì đang ngồi. Quái quái ha. Dạ. Có cái hình. Giá dạ. Sao đây em? Dạ, mã 21 này em xin cho lưu 520 thôi cô chú ơi. 520. Dạ. Rồi, mã 22. Chiều cao 50. Hoành vị trí này 20 hoành. Rồi. 20. Xem kỹ mấy cái nách nha. Dạ. Nó già cây á, nên là nó muốn lên xù. Nó chảy xù rồi đó. Dạ. À, báo giá là không có báo tính cây xù vậy, nhưng quý vị. Dạ. À. Hên thì có xù nha cô chú. Dạ. Rồi còn để đây quý vị. Dách này có đế xịt xịt chưa kỹ ha cô chú. Rồi giá sao đây em? Dạ rồi, mã 22 em xin cho luôn 208 rồi. Rồi 208. Rồi, mã 23. Rồi, 23. Chiều cao 58. Hoành. Hoành vị trí này 22 hoành. Rồi. Hoành 22. 22 hoành. Rồi, cái cụ đế đây. Dạ, cụ đế đẹp rồi cô chú. Này cô chú không thích thì cắt ngắn xuống ha. Chơi ha. Chơi lùng luôn. Lấy mình cụ đế luôn. Dạ. Rồi, giá sao em? Dạ rồi, mã 23 em xin cho lưu 320 ạ. Rồi, 320. Rồi, mã 24. Chiều cao 85. Hoành 23 hoành. Rồi, 23 hoành. Rồi, thế đây. Rồi, giá sao đây em? Rồi, mã 24 này em xin giao lưu 250 luôn ạ. Rồi, 250. Rồi, mã 25. Chiều cao 86. Hoành vị trí này 25 hoành. Rồi, hoành 25. Chơi thóc thân cao xíu ha. Dạ, tông cao ha. Đây. Đập cái cụm tay cành trên này. Đó. Cho nhánh này rớt xuống ha. Chơi cái nhánh rớt xuống xíu ha. Này xương cành cũng ngang ngang không hả gì. Dạ. À, thấp thân thì hơi cao xíu. Cao thì nhìn thoáng cây ha. Dạ. Rồi, còn để đây quý vị. Để đặt hết trơn này nha quý vị. Dạ, đặt nó nôm xuống ha. Đặt hết trơn. Kính trơn ha. Rồi, giao lưu giá sao đây em? Dạ rồi, mã 25 em xin giao lưu 450 thôi ạ. Rồi, 450 ha. Rồi, mã 26. Chiều cao 74. Dạ hoành 22. Rồi, xuống đế luôn. Rồi, giá sao đây? Rồi, mã 26 xin cho lưu 300 thôi ạ. À. Rồi, 300. Rồi, mã 27. Chiều cao 40. Hoành 20 ạ. À. Rồi, 20 hoành.
Rồi, để luôn đây. Rồi, giá sao đây? Được rồi, mã 27 này em xin cho luôn 220 ạ. 220. Rồi, mã 28. Chiều cao 50. Dạ, hoành 23 hoành. Rồi, hoành 23. Không gì thấy không thích hai cái tay cành đó gì cắt con vô luôn. Dạ, cắt con vô luôn. Lấy lại những gì đã mất luôn. Dạ, làm cây văn nhân. Rồi, thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu ha. Dạ. Để đây đi quý vị. Cộng lớn. Rồi, giá sao đem? Dạ rồi, mã 28 em xin cho luôn 250 thôi. Rồi, 250. Rồi, mã 29. Chiều cao 38. Hoành đo ngoài ha cô chú ơi. Rồi, kéo thẳng lên rồi đó. Dạ, 23 rưỡi tính 23 thôi. 23 hoạch. Để đây. Một đế khỏi chê cô chú ơi. Giá sao em? Dạ, mã 29 em xin lô 400 thôi ạ. Rồi, ok luôn, 400 ngàn. Rồi, mã 30. Chiều cao 68. Hoành 22 hoành. Rồi. Em này mình quay cái đầu già cho về xem như cái gì. Dạ, nó bông nó đầu già nha. Dạ. Mình không có nói cái này xù mà quá nó có đầu già nó nè. Dạ. Sừng xù già nách bung 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 ha. Già nhưng quý vị, không có nói xù. Già cây lắm cô chú ơi. Mình báo xù ha, cái nào già bung nách báo ha. Dạ. Đó về nè, nếu hên thì nó xù, còn không hên thì nó vậy đó. Chơi như cây bình thường thôi cô chú, không có gì hết á. Rồi, giá sao em? Dạ rồi, mã 30 em xin cho lưu 250 thôi ạ. Rưỡi ha. Dạ. Rồi, mã 31. Chiều cao 46. Hoành 22. Rồi, 22 hoành. Để đây quý vị. Đó, này có hai con rể. Ôm chồm lại đằng đằng hai đó ha. Dạ, chồm. Đây có con rể lót ngay giữa này. Hai con rể chồm. Hình như con cua rồi cô chú. Chồm. Cua con bạch tuộc vậy. Rồi, giá sao đây? Dạ rồi, mã 31 xin cho lưu 350 thôi ạ. 350. Rồi, mã 32, lúa cô chú. Em lúa lưng. Chiều cao 60. Hoành ngay vị trí này. 20 hoành. 20 hoành. Dạ. Lúa lưng nha quý vị. Dạ. Tay cạnh đều hết cô chú. À, lúa chứ quý vị ha. Nó có dấu hiệu ha. Dạ. Chạy nách. Được thì nó bung rất là mạnh đâu quý vị an tâm ha. Dạ. Lụa lưng vậy chứ cây cũng mạnh lắm nha quý vị nè. Lô cây này cô chú cứ an tâm về sự sống ha. Đây còn để ha. Giá sao em? Được rồi, mã 32 này em xin lưu 250 thôi ạ. Rồi, 250. Rồi, tiếp tục luôn. Rồi, mã 33. 33. Chiều cao 24. Hoành vị trí này. Lên đây. 28 hoành luôn. 8 luôn ha. Dạ. Hoành 28. Để cũng đặt quá đây ha. Dạ, đặt để quá nè. Rồi, giá sao đây em? Dạ rồi, mã 33 này em xin cho luôn 550 thôi. Rồi, 550 ha. Dạ. Rồi, tiếp tục luôn. À, 34 luôn. Dạ, mã 34 ạ. Chiều cao 87. Hoành 24 ạ. Rồi, 24 hoành, cái cành cũng khá. Xuống cái củ đế, quý vị đế cộng lực mà có cái củ bự nè. Dạ, cái củ. Đó, hai tay không hết rồi. Hai tay không hết, này là củ này bốn mấy đó. Dạ, bốn mấy hơn. Giá sao em? Dạ rồi, mã 34 này em xin cho lưu 350 thôi ạ. Rồi, 350. Rửa chở tới nhà luôn, giá quá dạ mềm rồi. Đây. Dạ rồi, mã 35. Chiều cao 35 luôn. Hoành vị trí này 23 rưỡi tính 3 thôi cô chú. Để quý vị cộng bự không ha. À, cộng bự. Cộng bự không. Giá sao em? Dạ rồi, mã
35 em xin luôn 500 thôi ạ. Rồi 500. Rồi mã 36. 36. Chiều cao 47. Hoành 24. Rồi để luôn. Rồi giá sao em? Dạ rồi mã 36 em xin cho lưu 320 thôi ạ. Rồi 320. Rồi mã 20. Ủa mã 37. Dạ. Chiều cao 42. Hoành 20 ạ. Rồi. Để luôn nha quý vị. Rồi giá sao em? Dạ rồi mã 37 em xin cho lưu 250 luôn ạ. Rồi 250 ha. Rồi mã 38. Chiều cao 62. Hoành 22 ạ. Rồi 22 hoành. Đế con viên đế quá nè. Đế con viên giống thú á cô chú. Giống như con dĩa đang nằm rồi nó bẹt bốn chân rầy ha. Dạ. Giống con mèo vậy. À, có cái đuôi luôn đó. Dạ có đuôi cong đây. Giá sao đây? Dạ mã 38 này em xin giao lưu 400 ạ. Rồi 400. Rồi mã 39. Sù đây cô chú. Sù đây. Đây mới báo sù nè cô chú. Chiều cao 87. Hoành 23 hoành. Sù mà giá này cũng không có gọi là sù gì lắm nhưng quý vị. Dạ. Sù này sù nặng luôn á. Dạ. Nhưng mà giá nhỉnh hơn xíu thôi cô chú ơi. Đây. Quay từ trên xuống dưới luôn. Đây cái gì nè. Đây một cục. À. Bự bự không ha. Đây một cục nữa. À. Đây một cục. Chỗ nào cũng có nhưng quý vị nè. Dài xuống. Chỗ nào có nách là có chảy sù không quý vị nè. Quay mình không bỏ đoạn nào luôn nè. Đó. À. Nè. Kỹ như vậy ha. Dạ. Cái này sù nặng dữ rồi đó. Dạ, cái này chốt gấp nha cô chú ơi. Đó. Đà xuống tia. Đó như vậy đó. Đây hai cành nào cũng có hết trơn ha. Dạ đầy đủ hết. Sù nặng à. Đế nè. À, sù mà đế vậy cũng khá quá rồi đó. Đặc biệt cái sù với tay cành cũng đều ha. Dạ, tay cành đều xè ngang đều ha. Sù từ dưới lên trên bạt bự 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 không à. Mà giá không có bự nhưng cái gì đó. Giá dạ. Đó. Báo luôn đi em. Dạ rồi mã 39 em xin lưu 550 thôi ạ. À. Rửa được cái sù nè. Dạ, cái sù đẹp sù ha cô chú. Từ trên xuống dưới luôn. Dạ. Rồi qua cái lô ha. Dạ tới cái lô mã 40 cô chú ơi. Đây. Lô này em có 11 cây ha cô chú. Hoành nó từ 14 cho tới 18. Rồi hoành đó từ 14 tới 18 quý vị, lô này 11 cây. Dạ, đa số là 17 16 là nhiều. Rồi quý vị ngắm cái mấy em này cái dáng nó trước hàng dáng cái tay cành tới ha. Dạ. 11 cây. Để quý vị ngắm cái kỹ đem nó nè. Đó. Đầy đủ hết đó cô chú. Trật bẻ gì là có hết. Lát bẻ có đủ hết nè ha. Dáng lồng cũng có luôn ha. Nghe thêm nữa những cái gì đó, quay tới quay lui quay xuôi quay ngược ha, kỹ cho gì xem ha, thấy hợp nhãn thì mình alo ủng hộ shop ha. Dạ. Rồi cái lô này mình giao lưu bao nhiêu đây em? Dạ lô 11 cây này em xin giao lưu 1,4 triệu thôi, em bao ship luôn. Rồi bao ship toàn quốc luôn ha cô chú. 1,4 triệu bao. Dạ. Ship toàn quốc. Ship không hết nữa rồi cô chú. Dạ. Dạ là giống em. Dạ trước tiên thì cũng cảm ơn cô chú anh chị ha, những clip vừa rồi ủng hộ em rất là nhiều. Clip này cô chú anh chị xem mà có mã nào mà mắc hợp nhẽ thì cứ alo trực tiếp cho em ha, hoặc là kết bạn Zalo gửi cây cho em ha cô chú anh chị. Dạ cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều ạ. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình tiếp sau.